Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu súp hồng trà sữa. Thì ở đây mình có chuẩn bị là nửa ký bột béo, 200 g đường cát nha, và một gói hồng trà với bạc. Rồi mình bắt cái nồi lên ha, mình cho vào đây là 1 lít 2 nước. Rồi, cái hồng trà này mình sẽ cắt ra ha. Rồi, mình lấy ra một gói trà nha. Đây là hồng trà. Rồi, giờ mình để hồng trà này vào trong nồi nước mình nấu nha. Rồi, trong quá trình mình nấu á, mình lấy cái giá á, mình đề nghị nè, lên để cho hồng trà nó ra ha. Rồi mình sợ cái hơi nó sẽ ra hết cái mùi thơm của hồng trà thì mình đậy nắp lại. Rồi tiếp theo bột béo này á, thì mình sẽ cho đường vào trong bột béo ha. Rồi trộn đều lên. Thì mình sẽ nấu hồng trà sữa này là uống ở nhà nha. Rồi, lâu lâu mình sẽ nấu thưởng thức cho các bé ở nhà mình, nó rất là ngon và rất là bổ luôn á, không cần đi tiệm luôn, nấu rồi ngon hơn ở tiệm bán nhiều luôn á. Thì phương pháp nấu hồng trà sữa này nè, nó có nhiều cách nấu đó. Đây là một cái cách nấu cực kỳ cơ bản luôn, dễ nấu nữa. Rồi mình trộn đều lên. Rồi, trong quá trình nấu thì lâu lâu mình cũng dở nắp ra ha. Rồi mình đảo đều lên, thơm không? Rồi nấu trên lửa riu riu thôi, dặn lửa nhỏ bớt lại. Thơm quá, thơm giờ rất là thơm luôn á. Bé mình ở đó đây, thơm quá, thơm quá. Rồi hồng trà này mình nấu rất là lâu á nha. Hồng trà sữa này nè là mình nấu hơn nửa tiếng mới xong. Xem mẹ nấu bột ấy nha. Rồi để nắp lại tiếp ha. Hồng trà của mình nó nấu mà nào mà nó có đen gì nè. Rồi đen nhìn không thấy lá giá luôn á là được nha. Rồi bây giờ mình dặn lửa nhỏ, cuốn thiệt nhỏ luôn. Mình gấp cái gói hồng trà này ra nha. Rồi khi mình gấp gói hồng trà xong á, cái mình bắt lửa lên ha, mình để cho nó sôi trở lại nè, mình để bột béo vào. Rồi mình để vừa để bột béo vừa quậy ha. Thôi mình gắt bột như này nè, tới khi nào mà hết phần bột của mình để chuẩn bị thôi nha. Mẹ mẹ ơi, con không thấy được nè. Rồi
Sau khi mà mình để bọt cho hết á, mình vẫn quậy đều tay ha, cho bọt này nó tan hết ra nè. Đó, đây không thôi là nó bị ốc trâu á. Rồi bột béo này thì nó có rất nhiều loại nha. Thì ở đây hồi nãy hổng ra là mình nấu cho nên là mình đã chọn sẵn bột béo lại với nhau rồi. Thì ở đây bột béo là mình sử dụng một cái trắng và bột béo vàng á, hai loại bột béo mình sẽ trộn lại với nhau. Tại bột béo trắng thì nó có tính ngọt, còn bột béo vàng thì nó có tính là béo, nên là mình trộn hai cái hỗn hợp này hòa lại với nhau hết luôn rồi mình mới cân lên là 400 g ha. Rồi mình để cho nó kẹo cho mình nấu ở nhà uống nên là mình nấu nhiều hơn, nên là nãy mình để tới nửa cái bột rồi. Đấy, bột nó tan hết rồi nè. Rồi mình nấu cho nó sệt cho nó kẹo lại luôn nha. Rồi, mình nấu ở lửa nhỏ thôi, mình nấu ở lửa lớn cái nó bị khép đít á. Đúng rồi, đúng rồi con. Rồi đó. Mình nấu lên một hồi nó tầm có khoảng 5 phút nữa để cho bột này nó chín hoàn toàn ha, thì mình hả tắt. Rồi mình nếu mình thử lại xem cái độ ngọt của nó vừa hay nha. Nếu độ ngọt nó vừa thì mình khi mình pha nước thì mình khỏi cần để thêm sức đường nha. Còn nếu mà còn lạc á thì mình để thêm sức đường nha. Thì ở đây hồi nãy mình đã pha đường vô rồi hết rồi, nên là khi mà một lát nữa mình pha nước uống là mình không có cần để sức đường đâu. Rồi mình nấu mình kiểm tra nha, mình hấp trên đây nè, đó mình thấy bột nó tan hết nè, nó không còn cái lợn cợn nữa, là bột của mình đã chín rồi đó, là sữa của mình đã chín rồi đó. Mà mình để trên đây nè cho nó chảy xuống kẹo 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 á. Rồi hết tất cả các bột á, là cái hành này nè nó sẽ bóng không còn hạt nữa, là nó đã tan hết rồi đó. Rồi giờ mình tắt bếp nha.